Hai xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở đây mình tiếp tục cái phần phần danh mục của chuyện ha. Thì bây giờ cứ mỗi lần mà mình vào create nè, nhưng mà mỗi lần mình phải quay lại cái home đó để nó hiện cái menu này thì nó cũng không có đẹp cho lắm ha. Thì bây giờ mình sẽ cái menu này. Bây giờ các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần home ha, cái menu nó nằm ở home nè. Bây giờ mình sẽ cut cái name mình đi, cut cái này mình đi. Ở đây mình để là quản lý thôi ha, không menu. Mình sẽ include cho nó một cái trong cái phần app layout. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái file mới. À thôi khỏi cái app mới đi, nó phức tạp quá. Bây giờ mình sẽ vào cho mình cái phần app nè. Ở đây app.php ha, app.php. Ở đây nè, nó để là chữ guest nè, L nè, có nghĩa là gì? Có nghĩa là login, chưa login đó thì nó cái lợi cái form đăng nhập này. Còn login rồi á thì nó sẽ hiển thị hai cái như thế này. Cái một cái đăng 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 nhập, đăng ký. Còn nếu mà ấy rồi thì alt name, à đây dưới đây nè, nếu đã đăng nhập rồi nè thì bây giờ mình sẽ cái này nó nằm ở trên đây lận, các bạn nằm trên đây lận. Deep deep, à thôi mình tạo một cái layout mới đi các bạn, có tên là này, này chấm led chấm php đi ha. Rồi rồi trong phần layout này ha, thì ở đây các bạn sẽ cho bắt cái này bà này ra ha, bắt này bà này ra. Rồi bây giờ mình sẽ refresh lại nè, thì cái home của mình là giờ là quản lý nè. Bây giờ mình muốn mọi trang nó đều có cái menu quản lý hết ha, mọi trang nó đều có menu quản lý hết. Các bạn copy cho mình thêm cái quay lại cho mình cái home đi, các bạn copy cho mình cái container luôn ha, một cái container như thế này. Quay lại cái này nè, bắt ra như thế này. Ở đây mình để là menu, rồi không có session ở đây luôn ha, không có session ở đây. Này ba này mình cut quăng vào cái cạc body này để cho nó hiển thị đẹp hơn ha. Menu quản lý đi. Rồi phải hết, chưa chưa thấy gì hết. Thì bây giờ section app, bây giờ cái name này, mỗi cái bây giờ cái create cái home này đây, cái home này đi, ở dưới cái phần content, ở dưới cái phần content này các bạn sẽ cho mình một cái include ha, include 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 layout chấm này. Đây nó sẽ gọi cái, sau khi gọi content nó sẽ gọi cái name này ha. Bây giờ mình sẽ refresh đó, các bạn sẽ thấy nè ha. Hoặc là bây giờ mình sẽ qua lại này ha, chỉ cho cái này nè thôi ha, còn cái box này thì nhìn nó kỳ quá. Rồi thì mình tùy chỉnh thôi ha. Rồi, như thế này. Đó, như thế này đi các bạn. Như thế này đi ha. Rồi. Thì cứ mỗi lần mà các bạn muốn gọi này nè, trang home ha, trang home có này nè. Bây giờ cái trang create nè. Mình sẽ include cái này này vào. Đó. Rồi, index này cũng vậy ha. Index của danh mục cũng vậy, include này là vào rồi. Bây giờ các bạn thử nè, thêm danh mục. Đó, liệt kê. Đó. Cho nó dễ ha, thêm lộ liệt kê. Đó. Rồi. Trong cái chuyện này, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục tạo ba cái folder. Tên là create luôn. .template .php. Đó, mình tối giản mọi thứ cho nó dễ ha. .template .php.
lại hiển thị chuyển các bạn, chấm là chấm PHP đây. Thì mấy cái này cũng tương tự luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ copy từng cái ha, index chuyển nè. Rồi edit chưa nè, index net rồi. Bây giờ mình sẽ mở lại ha, create nè, copy cái thằng này tắt đi, qua thằng create chuyển nè, bắt ra ở đây là mình là để là thêm chuyện. Rồi đơn giản, tiếp tục tới thằng index đúng không, copy qua bắt ra đây, liệt kê chuyện. Rồi bây giờ cái thằng edit nè, edit là nó của phần red rồi, thôi thì thôi ha. Bây giờ thêm chuyện nè, à quên, mình quên return về các bạn. Các bạn mở lại cho mình cái chuyện chấm controller ha, mở lại cái thằng này copy nè qua cho lẹ ha, dead create chuyện. Sau đó là tới index. Rồi ha, bây giờ mình refresh website nè, hiển thị chuyện ha. Liệt kê chuyện. Rồi ok. Thì tạm thời là mình đã thiết kế xong cái plate ha. Tạm thời mình đã thiết kế xong cái plate rồi. Đó.